Viêm khớp vẩy nến là bệnh lý viêm ở các khớp ngoại biên và có liên quan tới bệnh vẩy nến. Bệnh thường gặp ở độ tuổi từ 30 đến 50, bất kể nam giới hay nữ giới. Vẩy nến là một bệnh da liễu, gây ra những mảng da dày và đỏ ở nhiều vùng trên cơ thể. Tuy nhiên, có thể gây viêm những vùng khác như mắt, tim, phổi và thận. Không phải ai bị vẩy nến cũng bị viêm khớp vẩy nến, nhưng tất cả những người bị viêm khớp vẩy nến đều bị vẩy nến. Bệnh có những triệu chứng được thể hiện rất rõ. Các triệu chứng thường gặp ở bệnh viêm khớp vẩy nến: các khớp sưng, gây đau hoặc cứng khớp, chủ yếu ở các ngón tay và ngón chân. Các tế bào da chết dày lên, gây ngứa, tổn thương móng tay, móng chân. Vậy nguyên nhân nào dẫn đến bệnh này? Cho đến nay thì người ta vẫn chưa biết rõ tại sao người ta bị cái viêm khớp vẩy nến. Rất là nhiều những cái bệnh trong cơ xương khớp người ta vẫn không biết được nguyên nhân. Điều trị bệnh viêm khớp vẩy nến có hết được hay không thì xin thưa rằng là chúng ta không thể điều trị triệt căn cái căn bệnh này được. Người ta chỉ có thể là làm cho cái căn bệnh này nó nằm yên. Thì hiện tại bây giờ có những cái loại thuốc mới có thể là truyền vào, nó gọi là điều trị sinh học, thì có thể làm cho căn bệnh này nó nằm yên và các cái khớp nó không có bị tàn phế. Tuy nhiên thỉnh thoảng thì các cái bệnh này nó sẽ bùng lên trở lại và chúng ta lại phải tiếp tục truyền thuốc trở lại. Viêm khớp vẩy nến có thể ảnh hưởng đến các khớp xương của toàn cơ thể. Nhiều bệnh nhân mắc phải bệnh viêm khớp vẩy nến nhưng không phải ai cũng hiểu rõ triệu chứng của bệnh này. Bà Hà Ngọc Hương là một trường hợp như vậy. Thời gian gần đây thì tôi thấy rằng cơ thể tôi ở các cái khớp thì nó bị đau. Da ở cái vùng đó thì nó có cái lớp bong vẩy, cái da nó bị bong lên. Rồi tôi rất là lo lắng, không biết nó là bệnh gì. Tôi đến bác sĩ để khám, thì bác sĩ cho tôi biết rằng tôi đã bị viêm khớp vẩy nến, cho cái toa điều trị. Rồi tôi cũng kết hợp là tập thể dục dưỡng sinh hàng ngày. Rồi bác sĩ cũng tư vấn cho một cái loại thuốc để hỗ trợ trong cái bệnh, trong cái việc mà điều trị bệnh. Thì tôi thấy uống nó rất là có hiệu quả. Vì phát hiện ở giai đoạn đầu và điều trị tích cực, nên sức khỏe bà Hương đã đạt được những tín hiệu khả quan. Ngoài việc điều trị theo chỉ định của bác sĩ, bà Hương cũng dùng thêm sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, giúp hỗ trợ điều trị viêm khớp lâu dài mà không gây tác dụng phụ. Những sản phẩm này có tác dụng giúp phục hồi, tái tạo mô sụn khớp, giúp đảm bảo sự vận hành linh hoạt của khớp. Đối với viêm khớp vẩy nến thì trước hết là chúng ta có thể nói rằng là chúng ta không thể phòng ngừa bệnh này được, vì chúng ta chưa biết được cái nguyên nhân là cái gì, nó có mang yếu tố di truyền hay không. Đối với cái trường hợp mà điều trị cái viêm khớp vẩy nến thì gần đây thì ở Việt Nam đã có những cái chế phẩm sinh học có thể điều trị cho cái viêm khớp vẩy nến, và người ta gọi rằng là những cái thuốc này là thuốc điều trị sinh học, và nó đánh thẳng vào cái cơ chế miễn dịch của bệnh nhân để làm giảm cái hiện tượng viêm ở các cái khớp, và như vậy thì bảo tồn được các cái khớp, đặc biệt là những bệnh nhân mà ở giai đoạn sớm chưa có biến dạng khớp. Đối với những bệnh nhân mà ở giai đoạn trễ có biến dạng khớp thì người ta có thể nghĩ đến cái chuyện rằng là hàn khớp hoặc là thay thế khớp để cho bệnh nhân có thể đi lại được. Là bệnh mãn tính và không phòng ngừa được, nên bệnh nhân viêm khớp vẩy nến cần kiểm soát triệu chứng và ngăn ngừa thiệt hại cho các khớp xương với những lưu ý sau: bổ sung vitamin D, hoa quả, rau và ngũ cốc, chườm nóng và lạnh giúp thư giãn cơ bắp và giảm đau, nên duy trì trọng lượng vừa phải, đủ chỉ số trọng lượng y tế cho phép để tránh được áp lực và giảm đau xương khớp. Tập thể dục thường xuyên giúp giữ cho các khớp xương linh hoạt, luôn giữ đầu óc thư giãn. Phần hỏi và câu trả lời. Đáp án của câu hỏi kỳ trước, chủ đề mê tín là B, Tuấn và Thúy không hợp tuổi. Câu hỏi kỳ này, nguyên nhân nào dẫn đến bệnh viêm khớp vẩy nến? A. Do di truyền. B. Do khớp bị lão hóa. C. Không rõ nguyên nhân. D. Cả ba câu trên đều sai. Vui lòng gửi câu trả lời vào địa chỉ email yêuthươngcuajaa@o2tv.vn hoặc gửi tin nhắn theo cú pháp DA khoảng trắng, chọn câu trả lời đúng gửi về số điện thoại 0915 079 017. Quà tặng cho 5 khán giả có câu trả lời đúng và sớm nhất sẽ được gửi đến tận nơi bằng đường bưu điện. Mỗi giải là một hộp khớp Tyson V do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và đầu tư Đồng Tân sản xuất.
Trẻ em chậm lớn, còi xương suy dinh dưỡng, thường có thể trạng còi cọc. Thiếu DHA và EPA khiến thị lực của trẻ giảm sút. Thực phẩm chức năng Prevanutin Kids giúp thúc đẩy nhanh chiều cao của trẻ. DHA và EPA hỗ trợ điều trị cận thị. Thực phẩm chức năng Prevanutin Kids là sự lựa chọn cho bé yêu của bạn. Prevanutin Kids cho đôi mắt sáng, cho dáng thêm cao. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.